ở lâu đài Aphrodite xinh đẹp. Ô, chiếc gương thần ảo thế. Cặp đôi Rapunzel và Ken đang cãi nhau ư? Don't go, please. Tội nghiệp cho Rapunzel quá. Sao cho cô bị ghét vì xấu bẩn? Đáng thương quá đi. Đừng làm thế mà, sao cho cô ơi. Oh my god. Hey, let's go. Đến lúc thiên thần phải hành động thôi. Ew. May quá, cứu được sao cho cô rồi. Có cách cho Sayako hết buồn rồi nhé. Chào mừng đến trung tâm thương mại. Wow. Rất nhiều quần áo được bày bán trên kệ. Đẹp thật, muốn mua hết quá đi. Wow, toàn là váy dạ hội đẹp quá đi mất. Ôi, váy hồng này xinh thế. Dạng làm tóc thì sẽ có gì nhỉ? Ồ, đầu tiên là rất nhiều bộ tóc giả sặc sỡ. Chiếc bàn trang điểm màu hồng xinh quá. Cùng xem chi tiết trang này nhé. Tiếp, giờ đến hàng bán giày nào. Nhiều giày quá, ước gì mình cũng có một đôi. Wow, đây là quầy phụ kiện này. Từng chiếc túi xinh xinh được bày lên kệ. Còn bên này là những sợi dây chuyền lấp lánh. Xem lại một lượt nhé. Thiên thần đã dắt Sayako đến rồi đây. Đi giặt quần áo đầu tiên nha. Thử bộ váy hồng này xem sao. Kết hợp hai bộ này thử xem. Bộ nào sang giang sao xem vậy. Đẹp quá, thử váy xanh này thôi. Mặc chiếc váy hồng ở cuối cùng này nhé. Đây rồi, váy đơn giản là nhất. Không biết nghĩ chọn giày nào rồi. Nice. Oh, wow. Chọn tốt trong số những bộ này nhé. Buồn ghê, không bộ tóc nào hợp cả. Đừng buồn nha, có cách rồi. Oh, yes. Oh, yeah. Đẹp quá, thiên thần đã hóa thành Squidward rồi nè. Sayako chờ lâu sốt ruột quá. Ô kìa, sao không thấy Sayako vậy?
Ew! Stop! Sorry! Sayako vào trong mua sắm với mình đi. Buồn cười quá, Sayako ngạc nhiên trố cả mắt. Váy hợp Sayako lắm đó. Wow, bộ tóc xanh hồng thời trang quá. Trang điểm chút là xinh ngay nè. Thank you. Cảm ơn thiên thần nhé. Ồ, thiên thần nghĩ ra gì thế nhỉ? Mọi người ơi, lại đây mua hàng giảm giá 100% này. Devon Sale thất tình đã đến đây. Ok. Ôi, nhiều đồ đẹp thế. Không đẹp nha. Sang gian sao đi, Double Zell ơi. Phân vân giữa hai bộ này quá đi. Double Zell đã chọn tóc xong rồi nè. Thêm phụ kiện lấp lánh nữa. Double Zell vui vẻ trở lại rồi. Thật nhiều người nhờ mua được đồ đẹp đã vui hơn. Tạm biệt Loki, Sayako không thèm nữa. Chào Mia. Ngủ thôi nào. Ôi, thông báo điện thoại. Thì ra là các cô gái mạng xã hội. Họ sẽ tham dự dạ tiệc ư? ADL YouTube, Elsa Facebook, Double Zell Instagram. Các cô gái đã sẵn sàng. Nhưng họ chưa có váy mới. Vậy thì chọn váy và bông bông tô màu nào. Chúng ta có thật nhiều những màu sắc rực rỡ, cùng những viên đá lấp lánh. Cá nhũ nữa chứ. Yêu quá đi. Wow, hãy nhìn chiếc váy xanh dương này xem. Nó tuyệt quá. Váy đỏ cũng thật đáng yêu. Một chút nhẫn đỏ. Một chút lấp lánh trăng. Nữ tính quá đi thôi. Ở đây vừa xảy ra một phép màu. Phép màu dành riêng cho những cô gái xinh đẹp. Dạ tiệc, dạ tiệc. Các cô gái đã có mặt. Đã có bánh, rượu và hoa. Hi.
rồi. Các chàng trai cũng đã tới. Hello. Các cô gái ơi. Chào Jack. Chúng ta hẹn hò nhé. Ken và Eric sẽ trao hoa cho Rapunzel và Ariel. Hello. Nhé. Hi there. Các bạn ơi, cùng khiêu vũ với các chàng trai cô gái của chúng ta nào. Wow, ngọt ngào quá đi. Ok. Ồ, 12 giờ đêm. Các cô gái phải về nhà kẻo muộn. Thật đáng tiếc. Mia đã có một giấc mơ thật lạ. Nhưng phải chạy đi học thôi cô gái ơi. Xin chào các bạn. Mẹ Băng đang hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của em bé nhé. Em bé đây rồi. Bơi trên băng thôi nào. Ôi không. Có ai biết em bé đang ở đâu không? Có ai biết? No. Oh no. No. Đừng thôi hy vọng mẹ Băng nhé. Bảy năm sau. Ai biết em bé đang... Ôi, một ông lão tốt bụng. Ông lão biết chỗ của em bé nhé. Ok. Ôi, sao em bé Băng lại trở thành bia tập bắn của em bé nữa thế kia. Thương em bé Băng quá. Không được làm hại em bé của tôi. Ôi, mẹ lửa đang tính làm hại mẹ con em bé Băng. Em bé ơi, mạnh mẽ lên nhé. Một cuộc chiến không cân sức giữa em bé Băng và mẹ lửa. Thận trọng trước những quả bóng lửa nhé em bé. Hoan hô. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Kỳ Lân Băng ơi, hãy đưa chúng tôi trở về nhà nhé. Let's go. Không được để Kỳ Lân Băng thoát. Ôi, hai bạn Kỳ Lân đang cảm mến nhau này. Mẹ ơi, Kỳ Lân lửa bỏ đi mất rồi ạ. Con thật là... Con xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo cho mau khỏe nhé.
À, mẹ khỏe lại rồi. Con yêu mẹ. Ôi, váy áo của hai mẹ con bẩn hết rồi này. Để mẹ may váy mới nhé. Aha. Yes, yes.
các bạn hãy nghỉ ngơi đôi chút, thưởng thức bữa tối cùng mẹ con Sayako trước khi tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Cháu đói rồi ạ. Ôi, gì thế này? Ôi, Rapunzel thật đáng thương. Mẹ ngủ rồi. Tớ sẽ đưa cậu về nhé. Ôi, Rapunzel. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Nhận lấy món quà của tớ nhé. Rapunzel và mẹ chắc sẽ rất vui khi nhận được món quà là những chiếc váy công chúa duyên dáng nhé. Và một chiếc bánh sinh nhật dành cho Rapunzel nữa nhé các bạn. Sắc đỏ thật ấm áp phải không nào? Sắc đen thì thật quyến rũ nhé. Sẽ có lớp kem vàng, xanh lá thật bắt mắt nhé. Đính thêm hạt lấp lánh lên váy thôi nào. Thật nhiều trái cây cho chiếc bánh nhé. Xinh đẹp quá mẹ và Rapunzel ơi. Xin cảm ơn Sayako bé nhỏ. Thank you. Xin chào các bạn. Mẹ thiên thần băng vừa hạ sinh một em bé vô cùng dễ thương nhé. Ew. Em bé ác quỷ lửa cũng đáng yêu quá này. Các bé ơi, chuẩn bị tắm thôi nào. Hello. Xin chào. Cuộc trò chuyện của các cô y tá và các bé thật rôm rã phải không các bạn? Tạm biệt. Một năm sau. Em bé ơi, đói bụng chưa nào? Ôi, chuyện gì thế này? Em bé băng đang chơi rất ngoan nhé. Đến giờ uống sữa rồi. Ôi, chuyện này là sao? Năm năm sau. Xin chào các bạn. Ôi, lửa, nóng quá đi mất. Ôi không. Tha lỗi cho mình nhé. Wow, băng càng lớn càng đáng yêu này. Hello.
vào. Hello. Xích vào. Ôi, chuyện này là... Mình xin lỗi. Mình không cố ý mà. Bật mí với các bạn là các cô bé đáng yêu của chúng ta rất yêu ba lê nhé. Ôi, tuyệt quá. Mười năm sau. Wow, cuộc thi ba lê. Nhanh tay đăng ký nào, băng xinh đẹp ơi. Các chàng trai rất yêu mến băng nhé. Nhưng cũng vì thế mà các cô gái luôn đố kỵ với băng. Lửa sẽ thay băng dạy cho các cô gái đó một bài học nhé. Ew. Tình bạn của hai cô gái thật đáng ngưỡng mộ. Thanks. Chào mẹ. Oh my God. Ôi, lửa mới chính là... Mom. Mẹ. Sorry, Mom. Con yêu mẹ. Ôi, đã đến lúc các con phải chuẩn bị cho cuộc thi rồi nhé. Ew. Đi thôi nào băng. Ok. Ôi không, băng có sao không? Mẹ đã ở đây rồi nhé. I will have you. Các bạn ơi, hãy cùng thiết kế một chiếc váy ba lê thật lộng lẫy cho cô nàng băng xinh đẹp của chúng ta nhé. Điểm thêm nhũ và hạt lấp lánh nữa nhé. Lửa cũng như vậy nữa. Các cô gái đã sẵn sàng thi tài chưa nào? Chúc các cô gái may mắn. Wow, từng động tác múa của băng đều khiến khán giả không thể rời mắt. Lửa ơi, hãy biểu diễn thật tự tin và cháy hết mình trên sân khấu nhé. Hồi hộp không nào các cô gái? Chiến thắng dành cho tất cả các cô gái nhé. Xin chúc mừng.